xin chào cả nhà của mình. Ba với mẹ Ngọc sáng nay là đóng thùng cho chú Năm về nè cả nhà. Chào cả nhà mình nha. Chú Năm đóng từ cái trên nhà nội xuống, nhưng mà Ngọc nói chừa cho Ngọc mấy ký để Ngọc mua đồ cho thím. Rồi chú nói sao giờ tự nhiên bữa nay lên. Thấy sao đủ hết trơn rồi, mẹ sáng nay mẹ lục ra cái mẹ để đồ vô, cái cuối cùng cân nó bị lên. Mày sao? Không, cái đó của mình á, khoan từ từ để ba để bỏ đồ của tôi. Thôi chú vô trước đã. Mà không thấy thì bỏ bớt đi. Giờ con gọi hỏi thím không, coi cái nào thím muốn ấy, lấy nhiều thì lấy vô không. Mà không, bây giờ cũng không có đem đi cho nhiều được đâu, dư chú Bình cũng không có làm chuyện đó đâu. Rồi, thăm thím Năm nha. Rồi, rồi, ok, lên đường. Mạnh khỏe, an toàn. Ok. Sống thím này có qua lại nữa không nha. Cứ đi Ngọc ơi. Cho con đi luôn chứ, đi với Ngọc ơi gì. Rồi, xem. Đi luôn rồi mẹ. Đi. Sáng nãy vô ăn sáng, giờ vô đây uống cà phê cả nhà ơi. Hả? Cho cái đi. Hôm nay Bình Hình trở về lại Mỹ. Rồi cháu Ngọc với lại chú Bình ghé đây ăn sáng nè. Rồi uống cà phê. Cà phê Trung Nguyên. Cũng gì đặc biệt chứ nhỉ? Không, 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 uống này đặc biệt lắm. Chỉ là cái shot thôi đó. Giờ bỏ đổ cái ấy vô thôi rồi quất một shot ngồi. Trong đây là đúng của Trung Nguyên luôn á. Ờ, đó, con kêu có phần đó cho chú á. Dạ, phần chú giữ chặt à. Cháu làm giùm chú được không? Đúng rồi, không biết đường luôn á. Sao có lắc nấu vậy? Rồi, đổ sữa vô đó. Hai cái tiệm này đẹp chứ. Để mày thiết kế rất là đẹp. Sạch sẽ, thoáng mát. Ừ. Cái ly này, cái này là đường em? Dạ không ạ, cái này nó sẽ là một cái ly không. Cái ly không hả? Dạ, ly thưởng tạm á. Cà phê thì gọi là cà phê gì vậy chứ? Dạ, cà phê này sẽ được gọi là cà phê Ottoman, là cà phê Thổ Nhĩ Kỳ ạ. Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ ạ? Dạ đúng rồi. Thì cà phê Thổ Nhĩ Kỳ nó có một cái đặc biệt á, là khi mà người ta thưởng lãm, người ta sẽ thưởng lãm ở trong cái tách giống như vậy. Ồ vậy á? Dạ, thì để có thể cho khách mình có thể thưởng thức cái vị trọn vị của cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, thì bên tụi em có phục vụ cái ly này luôn. Cho một ít vào cái tách thưởng lãm này trước nha. Dạ. Rồi không? Nó có cái vị đặc trưng cà phê nguyên chất của nó. Sinh tố dầu. Uống cà phê mà thấy lạ. Rồi ấy đi uống cà phê, cái chuyện nào tới giờ cái mình mà bay qua sân bay thôi. Rồi. Wow, cái này là bánh. Ngọc hỏi các em ơi, có cái bánh dessert thì không, thì đấy là bạn này nó có bánh chuối mật ong nè cả nhà. Ủa, có đem mắm muỗng ra cho mình ăn không, mà ăn sao? À đây. Cất vô đây hết trơn, giấu vô đây không thấy luôn. Mày cũng vô gọi là bánh chuối mật ong. Ăn đi. Ủa, đơn giản vậy thôi hả? Ừ, ở trên có gừng. Thử đi. Nhìn lên đây á, những cái hộp này là hộp cà phê nè cả nhà, mà giống y chang như là hộp rượu vậy cả nhà. Ở trên kia là hộp cà phê để tặng nè, cái này mà mua tặng rất là hay. Một cái đó Ngọc mới vừa mua cho ba một cái hộp cà phê đó uống thử. Bánh ngon, thấu ngoài nó ngọt giòn, ở bên trong nó mềm đúng ngọt ngon. Rồi ok chị, cảm ơn, tính chung bill với chị luôn ha. Hay ghê, đẹp ghê không, nhờ vô đây mới biết mấy cái này chứ còn không mấy tình tưởng đợi cà phê đi đâu. Có ghé vô một cái chỗ này làm một lần rồi à. Uống ly cà phê là coi như sau cái tầm giá của mình nó mắc quá. Cái ly cà phê mà hồi nãy hình như chú Bình uống cái ly cà phê này là hình như 187.000 cho một cái ly như thế này. Bởi mỗi ngày mình đi ra đường mình mở mang tầm mắt ra, mình học hỏi được nhiều chứ nào giờ đâu có biết. Mày giờ đâu biết có chỗ có cái vụ mà cà phê mà bán coi coi dự khoảng 4 triệu đồng tiếng. Nào giờ uống cà phê là uống cà phê dưới nhà nội không à. Mẹ thích cà phê đó, mấy bịch cà phê vậy nè, đó. 100 mấy, 200 ngàn, 300 mấy ngàn. Đi mình mới biết được, mới thấy được. Mở rộng mắt ra, banh mắt hay vậy nè.
Giờ về lại Mỹ phải mặc áo đó à. Chú. Rồi ok. Bye bye con. Thank you con. Rồi vậy tháng nữa gặp. Ừ. Con cứ muốn cái này nó mới đi con nha. Ngọc về tới nhà rồi cả nhà. Bây giờ Ngọc sẽ làm cà phê này cho ba với mẹ uống thử chút nữa, cho anh Bảo uống thử. Cả nhà coi nè, hộp cà phê pha ra nè, mở ra nè. Mẹ coi hộp cà phê con mua nè mẹ. Nhìn giống như hộp rượu không mẹ? Trong đây là bán cà phê mà cà phê này gọi là thượng hạng luôn. Trong đây là có một cái lá cà phê để trong đây. Ở trong đây là nó có 225 gram cà phê thôi. Biết nhiêu bịch không? 1.049.000. Rồi giữ là cà phê trộn hay cà phê giữ con? Cà phê này là cà phê một trong những cái cà phê top của Trung Nguyên nè. Để giờ bây giờ con làm thử, con pha thử, người ta có chỉ con cách pha để cà phê được cái lên nó ngon nhất á. Đó. Bây giờ con sẽ làm thử. Mới đầu người ta nói á là cắt cái bịch cà phê ra, xong rồi để cho nó có không khí vô trong vòng. Ủa cắt cái đâu ta? Đi hả mẹ? Nhắn cô qua sớm rồi con học đọc xong rồi cái bắt đầu đi. Chú cái bịch này cắt không hồi hộp rồi mẹ nghe, con thấy nó hồi hộp rồi đó mẹ. Thịt luộc, cà phóng. Thôi không, con biết đường cắt đâu, cái này con cắt thấy hồi hộp mẹ cắt không được rồi mẹ. Với lại đậu hũ chiên giòn. Rồi ok, cắt vậy được rồi mẹ. Đó, cái để cho nó ra ngoài không khí cỡ khoảng 2 phút. Tại giờ họ đóng lại ấy á con. Trời ơi, thơm. Thơm không? Đậm đà luôn. Để mua nước mà được á. Cái gì là nó có cái giá của nó hết. Chứ không phải là mắc. Nào giờ mày đâu có biết cái vụ này mẹ. Thấy mẹ. Cái hộp đó là cũng đã cái hộp không y như rượu rồi. Kèm với lại cái viên cà phê của cái này luôn. À đó. Cái viên của mình không được hết không? Cũng được nhưng mà nó không có đúng kiểu đúng cách. Rồi quất luôn cái ly cà cái này luôn. Gửi đó tặng á, cái đó là cà phê Bồ Hà Tan tặng. Biết sao không? Cà phê này nó quá nhuyễn đi. Cho nên cái viên thì đó đúng làm, rồi. Làm cái lỗ nhỏ. Cái lỗ khác. Còn cái lỗ mình thì nó bự quá. Nha. Rồi mới đầu quá. Để ra vài phút xong rồi bỏ vô đây. Rồi bây giờ chế nước vô đây, nước nóng. Rồi bắt đầu lấy cà phê. Ủa bao nhiêu muỗng mẹ Hà con này, con không biết bao nhiêu muỗng nè, lần đầu tiên con biết nữa. Da đổ trời ơi đồ. Tại vì mới cà phê quá, này mà đổ là mới quá nên mình cũng không đổ được là bao nhiêu là vừa uống. Được chưa? Thêm miếng. Rồi. Rồi, cái bình nước sôi mà không có. Cái ấm là đem lên phòng chị Ngân. 10ml thôi, người ta đổ nó đổ vô 10ml thôi. Bạn biết 10ml là ăn nhiêu nữa. Rồi chịu thua. Rồi đó cứ vậy đây. 10 giây rồi mình mới bỏ lên. Ha.
đổ nước lên khoảng 50ml thôi, em đã chỉ con cái cho đổ nước vô tới đây thôi. Rồi ok, em đó nói nếu mà đúng của cà phê Trung Nguyên là chỉ cần 7-8 phút thôi là nó nhiễu hết cái này. Thử coi coi sao. Ủa con này sao, thái này bỏ hả ta? Oh, ui cha ơi, mẹ coi cà phê kìa mẹ, khủng khiếp mẹ. Trời ơi coi kìa, tức là con nói cái cà phê này con mua cho ba uống thử không? Rồi có. Rồi bây giờ á, ba thì thường thường ba uống cái lượng đường của ba nó khác nên là ba thử bỏ đường vô đi. Rồi. Bỏ đường vô đi coi nó ăn sao? Xuống hết thì cái đã. Wow, không xuống nhanh thì cái chứ hả? Rẻ thì cái chứ. Nó có phin luôn hả con? Mình mua phin mua riêng. Thơm ghê ha. Thơm không? Thơm ghê luôn á. Bát ngát. Một bịch đó pha được chắc 10 ly. Trời ơi. Đậm đà luôn, đậm. Rồi đà. Ok, hết xuống rồi ba. Trời ơi, ngon quá. Mẹ. Nhắm thịt kêu coi. Hả? Đá đồng tiền á hả? Phải không? Ờ đá. Vậy là cái này anh đừng có để đá vô. Hả? Cứ không vậy ngon nè. Không vậy đá nhất hả? Đỉnh không? Để cho anh Bảo, lát anh Bảo vậy. Ủa chi lo chi? À ba sáng ba uống rồi hả? Ba uống rồi, để cho anh Bảo đi. Ừ đúng rồi bạn. Ngon quá nên chút xíu để trải nghiệm. Quá ngon. Vậy thôi đó hả? Xí vậy thôi là biết. Ừ. Để lát anh Bảo vậy bỏ đường cho nó uống. Không vậy được rồi, không cần đường. Anh Nhật nè, anh Nhật hồi nãy là giờ mua cùng nè, giờ lại trải nghiệm nè. Thử coi đó, đây nè, đây. Ngon á. Ngon. Dân biết uống cà phê mới biết cho còn tôi chịu thua. Đây cả nhà, đây. Ca Nhị Qua Nghệ Tây nè, đó, ngày nào cũng pha nè cả nhà nè, đó. Ngủ ngon, ngủ sâu, mất ngủ khó ngủ ha, trằn trọc đồ. Tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn tiền đình. Ngon phải không? Thích rồi phải không? Rồi ok, cứ để im đó con. Để con nói nhà tài trợ cho con thôi chứ giờ sao vậy? tự nhiên đâu đây quảng cáo cho Trung Nguyên luôn chứ con. Từ nào giờ đâu biết, con đâu có uống cà phê, mẹ biết mà. Nên đâu có ấy gì ấy, mấy cái này tự nhiên nay vô ngồi với chú Bình thấy hấp dẫn ấy quá mua về còn. Ấy đi mốt mua về đem về Mỹ uống. Đồ ăn hôm nay bữa trưa của gia đình mình đi cả nhà ơi. Tôm rang dừa nè. Đó. Rồi cà pháo, chậu rồng, cá, đậu hũ, mắm, thịt luộc. Đó. Rồi, ăn bữa cơm ngon thiệt á. Thấy đĩa thịt luộc là thấy ngon rồi. Thịt luộc cà pháo nè. Thịt luộc cái tự nhiên có con muốn bún bánh tráng. Ờ, cà pháo mắm nè. Nè, đậu rồng nè. Con ăn bánh tráng không? Bên bánh tráng ăn. Rồi, thôi. Nói gì thôi. Bữa này gì chán gì điện thôi. Nước tương hả? Tương. Mà cả nhà ăn cơm với gia đình em nha. Hôm nay ăn cơm bùn ngót với mướp. Ngon ghê. Đậu rồng chấm mắm nó quá là ngon ha. Quá tuyệt vời. Quá xuất sắc luôn. Dĩa thịt heo quay cắt ra nè cả nhà. Nhìn không, rất là mọng nước nè. Nãy giờ là chắc không ăn chung nên là hả anh Bảo ăn xắt miếng. Giờ tới anh Nhật anh ăn cơm là cũng xắt ra ăn miếng. Nên là không ăn chung. Nên là hả xắt ra nhìn nó cũng chưa hấp dẫn, chưa có đầy đồ ăn. Cả nhà coi nè. Trời ơi, coi cái miếng thịt heo quay nè, ngon ghê không? Mời cả nhà thử nha. Wow. Ngon. Vừa ăn béo, mọng nước, thơm. Cái da bỏ vô lại cái nồi ấy đó. Giòn. Ăn cơm chấm với lại nước tương mà có ớt ha, giống như leo nữa nè. Siêu đỉnh. Nay tiếp tục đi lên mát 81 để chơi trượt băng nữa bà cô chú ơi. Cây nó khoái quá rồi. Ông bà cô chú ơi, cây đòi đi mà ba ly rủ không chịu đi. Ông bà cô chú nó sợ. Trời ơi, làm tôi mua vé mua đồ hết trơn giờ nó không chịu đi. Cây thì ngày nào cũng xin mẹ ơi cho con đi, mẹ ơi cho con đi. Cây muốn ba ly chơi chung lắm mà ba ly không chơi. Trời ơi, nay đi tay
dưới lạnh quá nên đi là đi rút kinh nghiệm. Trời ơi, cười nữa kìa, nhìn mẹ cười nữa. Còn bắt mẹ lại lấy điện thoại quá gì nữa trời. Quay cho bà cô chú coi, nó gửi nó về nó mở lên nó coi đó nha bà cô chú nha. Lúc nào mà có mấy cái này là mở lên nó coi nữa, gần ngày mai đồ đi chơi tiếp. À. Kêu lấy con chim cánh cục ra tự đi, vợ tự đi nè mẹ. Kêu lấy con chim cánh cục ra nè mày. Ừ đó con lấy. Good job. Rồi đi lại chim cánh cục, đi lại chim cánh cục. Sau một hồi khuyên răng à, nó nói không, con biết đường đi, con biết đường đi nó giờ đây. Sau một hồi khuyên răng nhảy nhảy xuống đây. Trời đứa đi cân không? Đi vậy con vui không? Tự nhiên có đứa đứng, đứa đi, đứa ở trên. Đó, đó. Hey, giỏi quá Bali, giỏi quá. Bali giỏi quá. Ủa thiệt hả chứ? Trời đang nỉ không mà. Đó đi vậy đó, đúng rồi. See how she's doing going backwards? Yep. Hồi nãy Ngọc về, Ngọc tính về đây để Ngọc ăn cái vịt quay với lại mấy cái đồ mà em kia sáng nay gửi tặng á, mà cuối cùng Ngọc về tới nhà thì ai cũng ăn hết trơn, nên là nếu mà một mình Ngọc ăn thì làm ra nó nhiều quá. Để ngày mai đi, trưa mai đi cả gia đình đồ này kia sum họp đồ ăn cho nó nhiều, cho nó hấp dẫn. Còn bây giờ thì Ngọc đang thăm cái tô bún bò Huế cả nhà. Bún bò Huế bữa hôm qua Ngọc ăn ở cái chỗ bữa Ngọc với chồng Ngọc đi á, ngon quá. Tối đó Ngọc gọi một bút ráp thêm 3 tô nữa đem về nhà. Rồi cái qua ăn tô, anh bên ai anh bảo ăn tô, bây giờ còn tô nữa. Bún bò Huế chỗ này gọi là rất là ngon. Nên giờ tiện quá, rất cần ngay là gọi điện thoại. Cái bắt mai là có, nên là thôi ăn tô bún bò đi cũng ngon rồi chứ giờ. Nguyên cái đồ đó mà để vô nó lâu quá, nó bữa nó nhiều việc quá cả nhà. Anh Nhật mới mua cho Ngọc kem bơ nè cả nhà. Cái sinh tố bơ này ngay chỗ chợ gì bánh chưng. Tự nhiên chị sắp mới. Wow. Nó siêu ngon luôn á. Trời. Lần đầu tiên Ngọc ảnh đi ngang qua hoài ảnh nói người chị xe sinh tố chỗ này ngon lắm. Nó bữa nay đi ngang qua. Hôm nay mua em muốn thử anh Nhật. Wow. Siêu đỉnh. Nó béo mà nó ngọt, ôi cha rất là ngon luôn. Cái này chắc tối nào cũng phải làm ly quá. Cả nhà biết Ngọc rồi, Ngọc thích là rất là thích ăn bơ. Uống này giờ sôi nè cả nhà, đổ vô. Cô chai đầy tôm. Cày to luôn cả nhà ơi. Quá đã.
không có hành hẹ gì hết trơn. Mời cả nhà ăn bún bò Huế nha cả nhà. Ai ai là team bún bò Huế giơ tay lên. Ngọc với Ngọc team bún bò Huế hơn là team phở. Mà Ngọc nhắc tới phở không nổi da gà. Mà bún bò Huế bây giờ Ngọc còn có thể ăn được nữa. Ăn 3 lần liên tục rồi. Quá đã, nóng hổi như thổi dạng luôn á. Kèm theo ly sinh tố này nè, để ly bơ vô cho nó hấp dẫn. Để ly vô bơ vô ánh sáng sân khấu đi. Rồi quất xong cái là ấm lòng chiến sĩ lên ngủ nghỉ ngơi cả nhà ơi. Đó, nay cuối cùng cũng vòng đi vậy thôi. Tính là đi một cái nượm chỗ khác mà không đủ giờ để Ngọc về Ngọc làm công việc, nên là phải hoành về chứ còn không là ấy. Ngày mai có con Tùng lên, mai có con Tùng lên, hai chị em đi coi ca nhạc rồi chứ nha. Đi về á, muốn đi coi ca nhạc mà không biết coi ai. Cái tự nhiên cái lướt Facebook á, thấy có hai anh này. Ngày xưa Ngọc rất là thích hai ảnh, hát nhạc rất là hay, nên là suy nghĩ hoàng biết rủ ai. Chị Ngân thì nếu mà ngày xưa mà chị chưa có đẻ rủ chị đi, còn giờ đẻ ra đâu đi được. Kiểu anh Bảo thì anh Bảo không đi rồi. Rồi Ngọc suy nghĩ mới rủ con Tùng, nhắn tin lên hỏi Tùng mai đi coi ca nhạc không, mà từ sau đi coi không. Tùng nói coi, một bút vé luôn, hàng mai hai chị em đi. Mới đầu một hỏi chồng một trước mà anh nói hát anh có hiểu gì đâu mà anh đi. Em nói ừ vậy thôi, nếu không đi thôi em đi với anh Tùng. Anh nói ừ, chứ còn không hiểu vô cũng chắc. Chắc là anh dẫn, ngày mai anh dẫn chay đi đi chơi trượt băng nữa. Tại vì chay rất là thích. Bali hồi nãy cũng thích nữa. Mới đầu khi cũng đi sợ. Giờ đi cái nó mày Ngọc ơi. Mai cũng muốn đi nữa. Không hỏi luôn. Quá âm lòng. Ủa cha ba ly, ba con với bà ngoại bà nội đi hả? Ba Ngọc là mai ba đi Quảng Nam à. Đi tổ mộ, mai ba đi rồi. Đi với bác ba. Với lại không biết chú Tám có đi không. Chú Bình giờ chắc đi. Để coi bây giờ tới đâu ta. Giờ chắc đang trên đường đi bay về dầm Chicago rồi à. Lẹ ghê chứ. Coi vậy chứ giờ ngủ giấc cái lạng quạng cho tới trưa mai ấy là gì, chắc về tới Mỹ rồi đó. Chú Bình với ba lẹ ăn Ngọc. Sân bay Chicago của chú Bình ba lẹ lắm. Ngọc phải dừng hai ba nơi. Chị Ngân chỉ muốn ăn bún ngọt với sườn với giò heo. Mọi người, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Mình ăn thôi, mình ăn thôi. Đồ ăn đã đến rồi. À, bún mọc với lại sườn heo với giò heo. Nó thèm cái gì ăn cái đó đi cho em bé nó có sữa. Coi nè. Đang mẹ ơi em đừng khóc. À. Nè. Đang giờ phải là mẹ ơi em đang đừng khóc nha. Đổi tay, đổi tay. Đổi tay cho mẹ, mẹ bỉm sữa ăn. Cho nó ăn hả? Không. Mẹ bỉm sữa ăn ông nội ơi, đang cho có sữa cho em
bố luôn. Bầm quá, bầm hoài. Bà đỡ cái tay này lên chút xíu. Đỡ chú lo, ba lo. Đỡ cái tay này lên chút. Cũng cũng một đứa rồi đó ba. Ba biết rồi. Cũng một đứa rồi. Đỡ. Nhà này nói chung cũng năm đứa cháu rồi. Biết rồi. Cách bồng em với lại cách ăn. Cái mở mắt dồn. Cách ăn uống đồ cũng biết hết trơn rồi. Mở mắt dồn, mở mắt dồn. Đúng không? Bỏ tay lên, bỏ tay xuống. Nãy mua gì cho chị Ngân ăn hả? Chị bơ chị thèm bún mọc quá chị bút vô. Trời ơi, có đi em gái chị cưng như cục vàng. Chị dâu không biết là có thương em không ta? Chị dâu? Dạ có ba. Ừ. Dạ có ba. Sao vậy? Dạ có ba chứ, phải thương em chứ. Con nhiều lúc con ngồi con suy nghĩ, con về đây nè, ngồi suy nghĩ con nói. Không biết làm sao mà mình cũng hên. Anh bảo với đi huynh thì cũng không gây lộn. Đúng rồi. Con, mình con với chị Ngân cô không có lộn. Không có lộn xộn. Chú cha ba cũng lộn xộn. Lộn xà hai má. Đứa nào lộn xộn là tới số với mẹ luôn. Ba đúng rồi. Cái chứ không phải là ở không nổi đâu. Ba là ba rất vui và ba hạnh phúc nhất là con biết gì không? Chị em con thương nhau. Anh em con thương nhau là ba mừng nhất trên đời này. Không cần tiền bạc cái chân yếu trong nhà nó đừng có mà chị em gây gỗ với nhau, tất cả những cái gì là ba thấy mà mình vui và vui dữ lắm luôn á. Đó. Vui vẻ cả ngày luôn. Vui cả ngày luôn. Chào mà cô chú đâu chào kìa. Giờ ngủ. Ăn chào mà cô chú. Trời ơi, thương gì đâu. Ông nội đi mấy ngày chắc nội nhớ à. Ông nội đi mấy ngày ông nội nhớ á. Mai em nội đi về Quảng Nam nào nghe. Mới về Quảng Nam nè anh ơi. Nội trình ngoài tổ, trình ngoài ông bà. Mới có đứa Quỳnh tổ. Chứ sao mới có đứa Quỳnh nữa nè. Quỳnh đó đời nữa nè. Có đứa Quỳnh Ngọc Duy Ý nữa nha ông bà cô chú. Ý nè. Đó. Tình với ông bà tổ tiên á. Cái tổ tiên chứ sao? Nhà con có thêm được đứa cháu nữa rồi. Ông bà tổ tiên ơi. Ông bà tổ tiên phù hộ cho cháu nha. Ăn ngon chóng lớn nha. Ông nội nhớ cậu vậy á nha ông nội. Chứ sao? Rồi cho em là có trí tuệ nè, cho em thông minh, cho em có sức khỏe dồi dào nè. Đúng rồi. Cho em có cái đạo đức ngoan hiền nữa ông nội xin vậy á nha. Ông nội xin chứ. Nội đâu ông nội cũng xin hết trơn á. Không phải riêng về bên nội đâu, về bên nội ông nội, về bên ngoại bà, nha ông nội. Ngân hỏi bà đi mấy ngày kìa. Bà đi chưa biết nữa chưa mua vé gì. Sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Không có nói gì hết trơn á, nói mất công cho nội mất công. Ờ nhớ. Bà có tính đi Đà Nẵng không nha? Không. Đi Đà Nẵng không? Không, ghé trên không có ghé Đà Nẵng đêm. Đâu có ghé Đà Nẵng mới vô trong quê ghé để Đà Nẵng mới về nhà tộc được chứ con. Ừ. Rồi cái ba đi qua bên chỗ ông nội Minh để đám giỗ ông nội Minh. Trời ơi cái đảo. Ê, nhẹ nhẹ em thôi. Đúng ba không dám bồng luôn á. Không nhẹ vậy trơn. Là mầm 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 vậy đó. Chó quen. Mầm 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 chó quen. Tôi vậy đó, nhầm ngủ ngủ ông bà cô chú thấy không? Ngủ lỗ tai sao có lỗ tai hết chưa? Trời ơi, từ hết chứ. Ngủ 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 là ngủ không có làm gì trơn. Ừ. Xây đầu này xịt đầu nọ, mẹ có đứa đưa qua có bồng thả xuống đó nó cũng ngủ. Bây giờ mình bọng lên tay vậy chứ mình thả xuống mới đầu ngủ. Mới đầu là trước khi ấy là mặc đồ của chị Chay đó. Đó vía chị Chay đó vía mà chị Chay nè nó hả chị dễ chịu chị Chay nhả vía nhả vía trời chị Chay cưng em hết sức em... Hello ba đừng quên hello con kìa. Nhướng con mắt ba thì quên ủng hộ cố gắng nhướng con mắt. Cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú vào ngày mai. Bye bye đi con. Bye bye.